mình cũng có thể đi nhà hàng dự tiệc. Đây là một cái tầm dạng như là dự tiệc cho các bạn. Nếu như mình cảm thấy hai cái phần Carbenta mà nó khó quá, thấy bắt tay thì mình có thể khoác cái khăn này vào ha. Thì nó đỡ nó chảy hơn nha các bạn. Sau đó rồi nếu như mà mình thấy cái cặp cổ mình nó không có cái gì nó trong quá thì mình có thể khoác để mình che cái khuyết điểm là cái cổ mình nó không bị nhăn. Còn không thì mình sẽ mắc áo lên luôn để che hai cái bắp tay ha. Xin chào cả nhà nha, chào mừng các bạn đã đến kênh Kim Hòa Fashion. Và mà mở đầu cái video ngày hôm nay thì mình đã ra mắt những cái áo đầm mà mình mới vừa mua ở shop An Nhơn, như các bạn đã xem vừa qua ha. Và bây giờ mình xin chia sẻ đến các bạn một cái thông tin, đó là từ đây cho tới ngày 8 tháng 3 thì shop An Nhơn sẽ có một cái big sale lớn, giảm áo đầm trung niên từ 30 cho tới 50 phần trăm để mà cho những chị em phụ nữ mình đến đó để mà mua vài cái ha. Và mình cũng chia sẻ luôn là kênh của mình từ đây sẽ thay đổi thành ra là kênh Kim Hòa Thời Trang Và Cuộc Sống, bởi vì kênh của mình đa số là người Việt Nam coi nhiều hơn là người nước ngoài đó các bạn, và cũng có nhiều chị em phụ nữ không biết là cỡ tuổi nào cũng đã có mình những lời chia sẻ như thế này, là nói là kênh những cái mẫu thời trang mà mình đã đưa lên chia sẻ đó thì mấy cô nói là nhìn những cái người mẫu này là không muốn mua áo đầm. Mình nghe mình cũng mắc cười, thật sự ra là người ta đã lầm tưởng là cái kênh của mình là chia sẻ những áo đầm tuổi trẻ. Không có, tôi kênh của mình là chia sẻ những cái chiếc áo đầm trung niên tuổi này, là trừ từng chừng khoảng là 50 60 70, những người phụ nữ đã có gia đình rồi thì tuổi lớn rồi, làm sao có những cái khổ người, những cái body mà đẹp như là những cô trẻ tuổi trẻ được đó. Cho nên là mình xin đính chính lại như vậy ha, thì đa số những chị em phụ nữ nào có tuổi á, thì cũng biết là mình không thể nào có một cái thân hình như ý muốn được. Nếu có chăng là những người nghệ sĩ nè, diễn viên nè, người mẫu nè, đó là những người đó người ta trau dồi thân thể người ta và người ta tập luyện dữ lắm mới có được cái thân người đẹp như vậy đó các bạn. Còn như tuổi trung niên của tụi mình thì không thể nào có được như vậy. Cho nên là đa số những chị em phụ nữ không tự tin lắm với thân hình khổ người của mình, cho nên không dám mặc những chiếc áo đầm như thế này. Mình muốn chia sẻ lên để cho những chị em phụ nữ nào đó có thân hình mập lùn, có bụng đó, không có được đẹp thì cũng có thể mặc những chiếc áo đầm như thế này. Người ta thiết kế may rất là hay đó, thì mình muốn chia sẻ lên. Mình mua những cái shop, nhiều shop lắm, thì chứ không phải là mình tự sản xuất đâu các bạn. Là mình cũng sẽ cho địa chỉ luôn để các bạn đến xem, cũng như là ngày hôm nay mình thấy đẹp cho nên mình muốn chia sẻ đến các chị em phụ nữ của mình có những khổ người không như ý muốn, đến shop An Nhơn thử để mà mua vài cái áo đầm mặc cho đẹp nha các bạn. Rồi mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi chị em mình đi ra shop An Nhơn mua sắm nha. Oh,
Và tiện đây mình cũng xin nhắc lại với các bạn là shop An Nhân này nằm trên con đường 353 đường Phan Đăng Lưu, phường 1 quận Phú Nhuận nha các bạn, nằm ngay ngã tư Phú Nhuận. Và mà shop này có một cái thương hiệu ở trên Facebook, các bạn cứ nhắn vào đó đánh là shop An Nhân thì sẽ ra. Ở đây là mình làm YouTube thì mình muốn chia sẻ đến các bạn đến đây để mua đầm mặc cho hợp với lứa tuổi, chứ mình không có nhận quảng cáo của shop An Nhân nha các bạn, bởi vì họ đã có một cái kênh riêng. Nhưng mà mình thì lúc nào mình cũng muốn giới thiệu những cái shop đầm cho các bạn, cho nên mình không nhận bất cứ một cái show quảng cáo nào mà của người ta nhờ mình hết, không bao giờ nha các bạn. Thì lúc trước mình quay đó, mình trước khi mình vô mình quay thì mình có xin phép chủ tiệm cho mình quay những cái mẫu đầm này để giới thiệu đến các bạn trung niên, thì bà chủ tiệm bà đã cho nên mình mới quay đó các bạn, chứ mình không thể nào mà mình tự tiện mình quay được đâu ha. Thì phải công nhận ở đây ở shop An Nhân này đã từ lâu người ta thiết kế toàn là những đầm để dành cho những người trung niên U50-60, có thi 70. Mình thấy có nhiều cô nghệ sĩ cũng đến đây để mà mua đó các bạn. Cái mẫu, những mẫu thiết kế này rất là dễ mặc, bởi vì nó rộng rãi, thoải mái, thích hợp cho những người có tuổi. Thì gia đình mình mấy chị em đều lớn tuổi hết rồi, cho nên rất thích ra ngoài này để mà mua ha. Trời ơi. À đó, rồi. Quay qua xa lưng. Thì đó, tại vì nó cháu nó rộng cho nên chị ấy mới là lựa đó. Gọi đứng em chị. Trời ơi sao mà ngã nguyên. Tỉnh. Rồi cút. Nè. Sao cái màu sao được không? Hai cái này được anh tính ạ. Đẹp. Vậy đang chốt này ha. Chốt đi, chốt nè. Chị uống vô là chị không dám uống luôn á. Thôi, cái này ăn lờ nè. Lấy lên dứt e sao? Mỗi một thoải mái. Quá đẹp quá. Rồi đẹp á, chị La Cà Đạt hai cái đều đẹp hết. Tịnh đang làm phó nháy không kéo được. Nói chung cái màu đó rất đẹp.
như lên hình thì đẹp, ở ngoài thì hơi đậm. Trời ơi, làm liên tục luôn. Liên tục, liên tục. Không, của cô lên đồ cỡ cho con mặc. Từ đời mẹ. Cái này. Vậy nè, cái đó đẹp cái gì lên. Không cột thì thoải mái hơn. Còn nếu cột thì nó làm như là nó chia làm hai khúc. Khúc nào cũng hợp. Để coi kỹ là coi vậy cái màu này được không? Cái màu này được vừa hơn cái này. Không, cái này cũng lạ nè. Đi biển. Có cái nhất đi nhất quẩn, không cái thứ hai để lựa chọn. Không đi mặt nữa. Ê quà cái đen, cái đỏ được rồi quà. Không có bầu quá, nó rộng. Ờ thấy nó mát mẻ quá ha. Không có bầu, nó mặc nó bầu sắc cánh thì đẹp. Nãy giờ tỉnh nữa là sắc cánh. Nãy cái kia đẹp hơn. Ê. Ờ, chị bà lấy đi. Thử rồi. Đen quà. Tỉnh hả? Sáng mắt không tỉnh hả? Trời ơi, nó còn da nó còn thẳng. Cái này ba ít lực. Hai ít thì ba ít. Không, nhưng mà ngộn nha. Sao ngộn vậy ta? Cái ba ít này lại không thấy mập. Không phải cái kia hai ít mà mập. Chỉ có hai ít thôi chứ không có ba ít. Cái này hả? Hai ít nè, này hai ít nè, thấy được không? Ta dài quá thôi. Không, ta dài là cái kéo lên. Cái kéo vậy hả? Ừ. Cái hai phần ba là cô mặc gì nó sang lắm. Giờ cô bận gì không cái thai nha. Vô nó cũng đang trên. Ê tỉnh, lấy cái đỏ chưa vậy? Không, có nào con mặc nữa. Đâu, bà thấy sao? Cái thai nó hay. 12 giờ thôi mẹ. Đâu có ai hết. Thật sự ra chị mặc cái này chừng giờ này được đó. Nếu mà chị tăng cân đổ rồi. Không, cũng giờ đang, cái độ giảm cân rồi. Đang giảm cân mà. Thôi giảm cân cái mặt càng đẹp nữa. Ngồi xuống quay. Cái đó cô lấy. Cái này đẹp hơn. Cái này đẹp hơn. Cái kia. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy chị quay màu xanh. XL không? Lựa được cái XL thôi đó. Được rồi, vậy lấy hai cái. Là đẹp á. Không, màu được rồi quà. Đúng không? Màu nó nhu mà nó đẹp. Đúng rồi. Rồi thì cả nhà mình mấy chị em sẽ tính tiền đi về nha các bạn. Trung bình một cái áo đầm như vậy từ 200, 300 và 400 đổ lại ha. À, sau khi giảm giá rồi đó. Rồi à, mình xin chào cả nhà nha. À, chúc chị các chị em phụ nữ đi mua sắm được những mẫu đầm như ý muốn. Và cũng không quên cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình từ bấy lâu nay. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Chúc một ngày vui vẻ. Bye bye.